Vì anh đâu? Trả nợ cũ đi rồi bán. Em Nhung phải tưởng đi Tây về tính phải thoáng ra chứ lại khó khăn quá. Các anh biết các anh nợ bao nhiêu rồi không? Đứng đầu sổ nợ, trả đi rồi uống tiếp. Cái con này, hàng xóm láng giềng sao mày cứ sồn sồn đến thế nhở? Hàng xóm láng giềng thì cũng nợ dăm bữa nửa tháng thôi. Nợ từ năm ngoái đến năm nay mấy triệu tiền bia không chịu trả. Em Nhung nhà mình xinh thế mà cái thằng đấy nó bỏ phí nhỉ. À cô ơi, hay là cô gả em Nhung cho cái thằng Thắng này đi. Cháu nguyện hiến dâng cái thằng Thắng này cho em Nhung để đền đáp cái món nợ coi như là bia lạc đậu rán đậu vô. Không được đâu ạ. Mẹ cháu sắp gả cháu cho em Vân rồi ạ. Thế thì hay là cô chọn thằng Hưng đi. Việc của mẹ làm chó. Mẹ làm sao? Thôi. Mẹ thích chó mồ việc người khác không? Yeah. Mẹ làm sao? Anh ơi! Anh xin ơi! Anh Hưng! Mày chưa xong với tao đâu. Thì gì chuyện rõ ràng như thế? Thôi nào. Với lại là cái Nhung nó thích thằng Hưng thì có phải là lỗi của thằng Hưng đâu. Mày cũng biết nhưng mày giấu tao. Cả hai chúng mày đều biết nhưng giả vờ giả vịt. Chúng mày có coi tao là bạn không? Hay chúng mày nghĩ tao là thằng đần? Suốt ngày bị gái nó bỏ. Không phải là như thế. Cái gì đấy? Cái này là thì mà tao cả nó là cái có mỗi câu nói mãi không xong. Đây là của bọn tao, mày cầm lấy rồi đặt stand cho bà đi. Điên à? Hai thằng chúng mày bó đâu ra tiền? Cầm về đi, tao không nhận đâu. Dạ, tao đủ sĩ đi. Anh em thân thiết với nhau thì cần những lúc như thế này mà bà mày thì khác gì bà bọn tao đâu. Đúng chưa? Chứ bây giờ tao hỏi mày, tiền quan trọng hơn hay là bà quan trọng hơn? Cầm lấy. Bọn mình là bạn thân mà. Một con ngựa đau, hai con còn lại cũng bị tập tễnh. Đấy, ngày xưa cứ thề non hẹn biển, sống chết có nhau. Giờ thì giúp hết vào một chỗ. Tao thì thất nghiệp, xong người yêu bỏ, thằng Tiến thì bỏ vợ, Hương thì bà ốm, ba thằng mình đã đen lại còn nhỏ. Anh em mình gây thất vọng cho người nhà quá nhiều, phải làm lại thôi. Tao thì thất nghiệp, xong người yêu bỏ, thằng Tiến thì bỏ vợ, Hương thì bà ốm. Anh em mình bây giờ chả có gì ngoài có nhau. Ở cái làng này các anh nổi tiếng là bộ ba ăn hại. Nhốt nó lại. Không cho thằng Thắng giao du với hội thằng Hưng thằng Tiến nữa. Chúng mày phải tách nhau ra thì chúng tao mới sống được. Anh định lấy tiền của em cho ông Hưng chứ gì? Bỏ Quách nó đi. Giờ chọn đi, tôi hay hội bạn của anh? Tao không có đứa con như mày. Cút. Ba mình đã đen lại còn nhỏ. Chúng mày, tao mà biết chúng mày lấy trộm vàng của vợ mới đi về lãi rồi đã. Đã thế anh mày lại khởi nghiệp tiếp. Điên à? Hai thằng chúng mày bó đâu ra tiền? Em vẫn còn tiền để dành á. Còn anh em mình coi như là mở một công ty, mua đứt luôn cái vườn dược liệu, mua luôn ký ốt, bán xà phòng. Thôi, đừng mộng mơ nữa, ông đi nấu cơm đi. Cái việc làm xà phòng này, nó là tâm huyết của tao đấy. Kiểu gì tao cũng sẽ không bỏ đâu. Vì anh em, nhất định tao sẽ cố gắng.